và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Yamashita. Đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta không nằm mơ đâu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup. Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, ngày 6 Tết Nhâm Dần 2022, chúng ta được tự hào bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức có mặt tại vòng chung kết World Cup. Chúng ta sẽ có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những cô gái vàng của chúng ta là những siêu nhân của đời thực. Họ không cần đến chiếc áo choàng, không cần đến những sức mạnh siêu nhiên. Họ mang trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Họ sẽ giúp quốc ca của Việt Nam được vang lên tại Úc và New Zealand 2023. Lá quốc kỳ của Việt Nam sẽ tung bay trong một vòng chung kết bóng đá nữ, một ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ hành tinh. Buổi lễ bốc thăm của vòng chung kết bóng đá nữ châu Á. Và can thiệp rất hay. Nhưng sóng gió thì vẫn chưa qua đi. Quỳnh Như. Ngay lập tức Quỳnh Như bị quay lại bởi thế bàn của thủ đối phương. Minh Chi. Cũng chấp rất quyết liệt, đó là Thùy Trang. Nhưng trọng tài cho rằng các cầu thủ Hàn Quốc đã không phạm lỗi, thì nó vẫn được tiếp tục. Vẫn còn. Khá nguy hiểm, tình huống mà Huỳnh Như đã phải lùi về hỗ trợ phòng ngự. Giữa Hàn Quốc, họ đang có 3 cầu thủ thi đấu tại châu Âu. Như các bạn là 4 cầu thủ, bao gồm có người quen thuộc là đội tuyển Thái Lan hay là đội tuyển Myanmar. Huỳnh Như, ta đã đặt quả bóng, đây là Thùy Trang. Thanh Nhã. Thank you.
có được những tình huống chạy chỗ, xâm nhập khoảng trống và tốc độ để lướt lên. Phòng thủ chúng ta, cô gái chúng ta bây giờ đã có dấu hiệu xuống sức. Hải Yến, cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Hải Yến. Hải Yến dứt điểm. Cắt bóng chính xác. Tình trạng vẫn luôn là một cỗ máy bền bỉ ở tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam. Quỳnh Như và phối hợp không thể qua người, rất thoáng, không được, vẫn là các cầu thủ nữ Việt Nam. Cơ hội Quỳnh Như, Thùy Trang, chuyền nhanh cho Bích Thùy. Bích Thùy giữ bóng. Bích Thùy, Bích Thùy đã ngã nhưng không có pha phạm lỗi, nỗ lực đi bóng. Giới hạn cùng FPT Play.